Hey, what's up anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh của mình. Mình Lucky đây. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mình sẽ chơi Liên Minh Điện Thoại cho mọi người. Chơi mình sẽ chơi Wukong đi top lane với cả Revive. Yes, Revive. Wukong top lane Revive. Xem mình xử lý cái đó ra sao nha. U cầm tốc lên revive một kiểu 8 đi thông thạo. Mang là áp đảo. Áp đảo nha anh em, và gặp đụng độ với Ken Tuyết Việt. Tuyết Nguyệt đi là chỉ bên bóng tối thường hỏi vũ trụ chích tập phích và vô công trong những gồng vẫn vô công. Rất nhiều thứ ta xảy ra ở đây. Cẩn thận cướp, sao mình không cướp? Tới. Thay vì là cẩn thận cướp, mình sẽ cướp luôn nha anh em. Mình chỉ còn lấy một cái kiếm dài thôi là mình ăn rồi. Lên top anh em. Được rồi. Lãi quá trời lãi rồi. Quả đó mình tính tóc quyến qua mình đánh thường nó cái. Mình cầm kiếm dài luôn nha. Mẹ nó lên hai nó đập mình rồi. Đấy, nút của nó lên 2 rồi, sao nó đẩy lên. Nó đẩy cao lên. Hết được kinh nghiệm không? Mình ăn nha. Ok, mình ăn rồi nha anh em. Vì mà đã ăn rồi thì mình cũng không sợ lắm. Không chết luôn à? Báo tình hình nha.
Thôi được rồi, bỏ đi. Mất cái tóc biến là lỗ rồi anh em ơi. Quá lắm, mình không nên chủ quan mới đúng, mình phải đi về. Quá lắm, phải đi về nữa. Nói chủ quan ở lại quýnh mất cái tóc biến phí quá. Bắt đầu chơi đang rồi. Đai nha này, có đối mạng của cái đai nha. Mấy chùa đã đứng trong chùa là ngon rồi. Dạ. Đây kia chú biết ha. Nó 1.800.000 thông thạo đó. Dạ. Em nhìn em cũng hết hồn luôn. Dạ. Vàng một anh nè. Dạ, vài một. Anh chưa cầm 1.800.000 thông thạo. 1.800.000 thông thạo. Nó còn là dưới trang. Thạo gì đây. Em cũng chả biết làm sao mà dưới em. Ơ, đây nè. Xem cảnh độc chết người đây. Em cần làm gì hết, em bị đánh thường thôi là tự động chết rồi. Mấy thằng mà bướng bướng gì dễ chết lắm. Ừ, tóc biến thiêu đốt luôn. Vậy chết rồi. Vậy chịu rồi. Em hết mana rồi, em đang canh kiểu vô trụ bực cái là hồi lại. Một kill thôi là chết tiền. Dạ, một kill. Học cái E, lúc có E rồi mà cái E em không dùng được. Phải có R cơ. Phải dùng R mới được. Mình hết mà hết tốc biến rồi được. Các bạn thấy hay cho mình xin một like và subscribe để mình đập thằng này nhá. Cái thằng mà bướng bướng này. Dạ không, quỷ quen thôi, không sao nữa. Dạ. Yeah. Ui fam. Tại sao anh em? Có lý do lại rồi. Tóc biến rồi, combo vô. Bây giờ mình đánh cái con mắt lại nha. Here we go.
lên top tiếp nha anh em. Mình sẽ không thọt cái quay thì ra, mình cũng không đưa nó vào trụ cho nó ai đến với mình. Kích vui lên đập con xe, đã bao 100% con xe này không chặt đâu được. Thấy đâu phạm hòa mà cứ phạm hòa thôi. Còn ngày nữa kích máu là bí về anh em ơi. Tám. Đây là thông thạo 1.8. Đủ không cầm cây đâm đít như con, đâm 4 nhát. 3 nhát chứ. Đâm đít 3 nhát rồi. Giờ nó đánh ẩu rồi anh ạ. Em đánh kỹ. Thường là mình bỏ thôi chứ sao lại đánh được ta. Rồi nãy em đập chúng nó luôn mà. Em ăn có một phát đam mà nó phải đi về luôn. Chủ yếu là em muốn nó mất lính rồi chứ chưa lấy cái trụ. Em muốn nó mất lính à. Được không? Cái bên đây meta như cầm không cầm, ít cầm tại lên lắm anh. Chứ cầm tướng họ đè đường người ta không. Yeah. Mình quen solo dễ chơi hơn. Nó vô tiếp. Mỗi lần một cái thế là pop. Mỗi lần cái thế làm to nó cái nhẹ. Questions by your team.
chạy về luôn anh em nha. Về mình lên đôi giày trước, xong rồi mình mới lên cái món đồ tiếp theo sau. Đồ này chắc mình phải lên cái chị kháng phép sớm. Mình vẫn cứ lên thời gian trước nha, để đảm bảo an toàn và xuyên giáp bất cứ thằng nào muốn đập mình. Nói chung là mình đập khô máu đó. Xong rồi mình sẽ lên cái chùy hấp huyết là ok. Mình khỏe như bà trâu đó mà. Cái chó này, chết mẹ mày. Quấn nha anh em, quấn nha anh em. Mình nào đến ngay lúc còn nào hết á. Thôi về thôi anh em ơi, nhiều tiền quá rồi. Đi xem lên top rồi nha. Đây cái đồ đen trước này. Ngứa. Quá nãy là mình không có flash luôn. Tại vì sao mình biết mà. Tụi nó không bao giờ có thể đủ gan giết mình. Để cắt 100 thằng hay 10 thằng thằng như vậy. 100 thằng theo lỗ nhưng mà nó không được giết mình. Xuống nha này. Một này. Chịu ba lên thật, chịu cho nó nợ thôi nè. Rồng đi. Con rồng ạ. Nói tìm mình tham lam thích nè. Thấy mình nên lụi anh em à. Mình hết máu rồi. Ok mình chơi nè. Bây giờ mình chơi nè. Xong rồi.
1,8 triệu cơ đấy. Phong Thảo 1,8 triệu đồ đấy. Gần căng thẳng phết đấy. Boss này lên. Lên đồ này rồi thì nào mình cũng sợ hết nha. Lộ thì sao? Sao mà lộ được? Đánh chuẩn chỉ mà lộ thế nào được? Tại mình cũng hơi. Đó lý do mà sao mình nhát. Cầm đi top. Né. Tôi thích chụp cái này. Đây mình ok rồi. Là Raven đồ đấy. Chồng mẹ buồn cười phải liền. Á, mình không, mình đang tính lên giả phút máu nữa anh em. Mình nghĩ má chắc là giả phút máu nữa, nó quýnh mình chết. Tới khi mà bay lên mà đập solo mẹ cái pha đó là nó thua rồi. Buồn cười phải liền ra. Là thế cái này nữa nè. Để mà tránh tình trạng là thằng nào đập bố con nào. Đá nút vào rồi nhìn đi. Thôi được rồi. Về thôi. Ai mà chả có sao làm. Ai mà chả có sao làm đúng không anh em. Làm ra thêm cái này nữa nha anh em. À, là xong cái này mình sẽ lên cái này đấm giả phút máu đó. Ok xuống nha anh em. Đi con mẹ phải lâu thiệt. Hết chiêu chơi rồi. Mình cũng 1v3 chứ bộ. Mặc dù vừa đó mình sai rồi nha. Ở đó mình sai lắm luôn á. Một mình mà cưng cả nguyên một team đội hình là quá sai mọi người. Thường nếu qua đó mà team mình thua là bị quăng game á. No. Má gặp thằng đi rừng 1,8 triệu thông thạo nhìn buồn cười với liền. Tay gặp đi top 1,8 triệu rồi. 1,8 triệu sao đánh kỳ dữ vậy ta. Mình cũng không nghĩ ra 1,8 triệu đánh vậy luôn á. Giờ nhìn thấy combo, ồ combo cũng được. Nhờ sao nhìn combo đó mà bị thua. Mình sẽ quýnh Ken đi top, đi rừng nha mọi người. Tại vì nhìn thấy thằng chuyện hồi nãy thằng kia quýnh khá là hay. Thế là đợi mình xíu nha.
nốt cái này xong mình qua lại bên kia nha mọi người. Mình sẽ quýnh Ken đi rừng nha. Thấy Ken khá là hay. Kiểu là nó cũng cửa nó hay á. Biết chơi thì nó cũng mạnh lắm á. Không đùa đâu. Nhưng mà với việc Ken thì mình sẽ cầm bãi gì thôi. Chứ mình sẽ cầm bãi hút máu và tiền. Ken thì sợ gì nhỉ? Người Ken khá là sợ gì. Doubt is the greatest enemy. Đúng là con nào không sợ gì hết. Hồi tiểu quầy có sắp đam như Lee Sin rồi. Nhưng mà về lát Lee Sin không thì thắng được gì nha. Red Bolivia đi ăn rồi, hôm nay có được ăn cho em nên đi ăn hết trơn rồi. Đây là chấp đi top. Trước thì được thôi, không cần gì, có gì nè. Muốn ra đây vẫn được. Let us hunt those who have fallen to darkness. Phân vân là cái này liệu có đúng không nè. Không mà lấy hồi máu tóc nó chạy. Chả biết nói gì. Will you prove worthy? Probably not. Đánh lên đi. Ok, thì mình sẽ đánh Ken. Đánh Ken bản này cho mọi người cảm hứng và chinh phục lấy hồi đắc thắng, kiên định. Và nếu mình thấp máu mình quýnh đối phương đam to nha. Mình đang phân vân giữa việc lên cái áp đảo nhưng mà thấy là ồ thôi chắc không cực nữa. Thực sự nó không cực lắm. Xe rác à. Con này khá là thú vị nha, xe rác khá là thú vị. Nếu mà nó bị áp sát thì nó sẽ bị tù và thua. Nhan xứ Huế
có hết nha, cá sấu giận dữ rồi combo cá sấu đủ cho đủ hết luôn á, nghi nhừ nữa. Số tướng chúng cắt sắt vậy. Số tướng chúng kỹ năng cơ bản trong vòng 3 giây. Độc Lan là vua tay đôi ạ. À? Đúng rồi, Độc Lan chính xác. Vua tay đôi là mình. Đỏ nha anh em. Tên tụi nó lao vô mình có lên đỏ. Má cho nội này mới vô spam quy rồi chết mẹ rồi. Chưa gì mà spam quy là ăn cất rồi. Cũng biết chơi đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đi kiếm luôn nha. Đứng đây luôn nha đẹp. Cướp xong mình về đây, mình đang qua đây xong mình chạy lên đây top luôn nha. Chúa sẽ phù hộ cho chúng em. What will be the final lesson? Chỉ muốn đang cướp ăn cắp rồi. Sao không sao, chỉ như có bữa, chỉ như có bữa mà thôi. Cái đó gì này không mẹ. À chắc nó cầm khiên, con này cũng cầm khiên, sao hay có cầm khiên mình. Đã là chơi con gì là phải cầm thứ lốt. Hết combo cá sấu luôn mà. Báo nha anh em.
Ờ, lên tóc cho anh em. Không cần phải dùng flash nha anh em. Vì sao mình biết chắc chắn không cần dùng flash. Nó không đủ am rồi. Không sao, không sao. Vẫn ổn, vẫn ổn. Đồ phát ảo gì cho kìa, tôi tóc là chết rồi. Lúc nào cũng có người vậy hả? Trong tem lúc nào cũng có người vậy hết á. Game đéo nào cũng như game nào, sẽ kia đéo thì cũng sẽ có một game bị như vậy. No, no. Là mẫu sân tức. Tôi đang tự hỏi thằng Vũ Công ở đâu rồi. I am the weapon, you are the tool. Anh Vũ Công ở đây nha anh em. Về thôi. Lên 6 là được. Thằng đó chỉ cần lên 6 là ta tin nó được. Rồi nó lên 6 rồi. Thằng kia mà manh động là nó bị chết trong trụ ngay. Có niềm tin lắm, có niềm tin thằng này lắm. Nightmares.
chỉ được luôn, tôi bị kẹt giữa hai đợt lính kìa. Bị kẹt lính. Lính kìa. Để coi gì mà chết được luôn, ảo ma thiệt đấy, mỹ nè. Khóc thương cho tôi đây. Chúa cứu được mày. Mình gặp thằng này ngay đây nè. Má nó tính làm gì mình đấy. Căng thẳng vái Kalin ra. Mình đang gặp hút máu cái đó. Né đi em trai. Con mẹ đó, áo phía. Holy shit man. Ai đổ mày đây? Mình đã hút máu rồi xong rồi, hút máu rồi xong rồi. Bác được nói nha. Ok chưa anh em? Có nhiều ok chưa? Ok chưa anh em? Thấy ok chưa? Có nhiều anh em đủ cho mình xin một like, một subscribe kênh của mình chưa?
ok. Chú phù hộ cho thằng đó luôn. Má, game dev là cũng có thằng như vậy hết vậy. Chắc mình bỏ quá. Bỏ cái thế gì tới đây em ơi. Ok, về lại đây nè, được rồi. Oh, trời ơi. Ôi, thằng em nha. Lên cái này trước đi, nên sau lên này sau. Cái này là cái này. Đừng cái giáp có hồi máu nữa. Nó hợp lý. Được rồi, vậy là ok đấy. Ok. Đá con sư giả này của nó nha. À của mình mà. Được cái con đang gần được mình hơi nhanh. Ok, giờ mình qua xem thử sư giả còn không nha. Nếu còn rồi. Mình ăn rồi cũng được. Yeah. Hello. Lên luôn. Giảm hồi máu luôn. Lên này. Xong rồi cái này. Bao châu. Đúp là 8 giây đúng không? Combo xong quy đánh thường. Đúp quy đánh thường đúp là kiểu đánh thương, đúp, đánh thương xong rồi quy ra, rồi xong quy ra.
tốt nha, tốt nha. Vẫn thả gì anh em. Cái đéo gì trời. Thanh niên điện bật khóa trao lên giữa hình nước chung cung ba. Hurra vậy. Rồng anh em ơi, rồng lửa đây. Tên câu bờ ngay để chơi nè. Sẽ bay đỏ nha. Chơi nó. Chơi này nè. Em ơi, lộ rồi, chạy thôi. À. Mấy giờ có 6 hương đồn top bên kia rồi. Nên mình cứ đập thằng AD trước. Xong rồi solo với họ chắc vẫn được. Này là cái gì mà sẽ làm tao ra các thương nào đánh kỹ năng hay cái thương cộng với các thương vũ bí. Wow. Đam to ghê á. Rồi cái này xong lên cái dắp dài. Xong lên cái tâm linh. Là đẹp. Đâu đây nè. Không có à. Tóc
cười. Tao cười. Ra gì đấy? Quay dùng. Quay dùng luôn. Thì đánh lại không? Được không? Thầy thế. Người dùng. Một cười quá. Rồi bên kia. Cái mồm thôi. Không biết thôi. Tặng đi. Làm được gì không? Cay chưa? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem buổi livestream ngày hôm nay của mình nha. Hãy like subscribe kênh của mình để mình hành trình dài tiếp nha.
Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp tất cả các bạn là buổi tin tiếp theo nha. Bye bye.